Tương ưng thứ 38 Tương ưng Sambukhadaka Sambukhadaka Sangyutta, Một La Mã Kinh câu hỏi về Niết Bàn Nibbana trăm 314 Một thời, tôn giả Sariputta trú ở giữa dân chúng Magadha, Ma Kiệt Đà, làng Nalaka. Rồi du sĩ Sambukhadaka đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Sampukhadaka nói với tôn giả Sariputta. Niết bàn, niết bàn. Này hiền giả Sariputta, như vậy được nói đến. Này hiền giả, thế nào là niết bàn? Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là niết bàn. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc niết bàn? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn ấy. Này hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, đưa đến chứng đắc niết bàn? Này hiền giả, đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến chứng đắc niết bàn ấy tức là chánh tri kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định này hiền giả đây là con đường đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn ấy này hiền giả hiền thiện bát đa cô là con đường hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc niết bàn thật là vừa đủ này hiền giả để không phóng dật. Hai la mã kinh câu hỏi về A La Hán. Atahata banhasuta. 315. A La Hán, A La Hán, này hiền giả Sariputta được gọi là như vậy. Này hiền giả, thế nào là A La Hán? Này hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si đây gọi là a la hán này hiền giả có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc a la hán ấy này hiền giả có con đường có đạo lộ đưa đến chứng đắc a la hán ấy này hiền giả con đường ấy là gì đạo lộ ấy là gì đưa đến chứng đắc a la hán ấy này hiền giả đây là con đường thánh đạo tám ngành tức là chánh thi kiến vân vân chánh định. Này hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán ấy. Này hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán. Thật là vừa đủ, này hiền giả, để không phóng vật. Ba La Mã Kinh câu hỏi về vị thuyết pháp Dhammavadi Banhasutta 316. Thưa hiền giả, những ai là những vị thuyết thuận pháp ở đời, những ai là những vị khéo thực hành ở đời, những ai là những vị khéo đến ở đời. Này hiền giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận tham, những ai thuyết pháp để đoạn tận sân, những ai thuyết pháp để đoạn tận si, những vị ấy là những vị thuyết thuận pháp ở đời. Này hiền giả, những ai thực hành đoạn tận tham, thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si, những vị ấy là những vị khéo thực hành ở đời. Những ai đoạn tận tham, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây xa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai đoạn tận sân, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây xa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những ai đoạn tận si, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây xa la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Những vị ấy là những vị khéo đến ở đời. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy? Này hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy. Này hiền giả, đây là thánh đạo tám ngành đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy. Này hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy. Thật là vừa đủ, này hiền giả Sariputta để không phóng dật Bốn La Mã Kinh tìm cầu gì? Kimathiya 317 Với mục đích gì, này hiền giả Sariputta phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Này hiền giả, phạm hạnh được sống dưới thế tôn với mục đích liễu tri khổ. Có con đường nào, có đạo lộ nào, này hiền giả đưa đến liễu tri khổ ấy? Có con đường, có đạo lộ, này hiền giả đưa đến liễu tri khổ ấy? Con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, này hiền giả đưa đến liễu tri khổ ấy? Đấy là thánh đạo tám ngành, này hiền giả, tức là chánh tri kiến vân vân chánh định đây là con đường đây là đạo lộ này hiền giả đưa đến liễu tri khổ ấy này hiền giả hiền thiện là con đường hiền thiện là đạo lộ đưa đến liễu tri khổ ấy thật là vừa đủ này hiền giả để không phóng vật năm la mã kinh điều hòa hơi thở asa sabbata sutta ba trăm mười tám đạt đến điều hòa hơi thở, đạt đến điều hòa hơi thở. Này hiền giả Sariputta được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này hiền giả là đạt đến điều hòa hơi thở. Này hiền giả, khi nào tỷ kheo như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xuất xứ, cho đến như vậy là đạt được điều hòa hơi thở. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến sự chứng đắc điều hòa hơi thở ấy? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự chứng đắc điều hòa hơi thở ấy. Này hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở ấy? Này hiền giả, đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này hiền giả đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở ấy. Này hiền giả, hiền thiện là con đường, vân vân. Sáu la mã. Kinh điều hòa hơi thở tối thượng. Baramasa Sutta. 319. Đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng, đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng. Này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, này hiền giả là đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng. Này hiền giả, tí kheo sau khi như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sáu xuất xứ được giải thoát không có chấp thủ. Cho đến như vậy, này hiền giả là sự chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng. Này hiền giả, có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng ấy? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến chứng đắc điều hòa hơi thở tối thượng ấy. Này hiền giả, con đường ấy là gì? Vân vân, Như Kinh 318 ở trên. Bảy La Mã. Kinh câu hỏi về thọ. Vedana Panhasutta. 320 thọ, thọ. Này hiền giả Sariputta được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là thọ? Có ba thọ, này hiền giả, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này hiền giả, đây là những thọ này. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri những thọ ấy? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu tri những thọ ấy. Này hiện giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, đưa đến liễu tri những thọ ấy, vân vân, như kinh trên với những thay đổi cần thiết. Tám La Mã Kinh câu hỏi về lậu hoặc Asapha mươi 321 Lậu hoặc, lậu hoặc này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là lậu hoặc? Có ba lậu hoặc này, này hiền giả, dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Này hiền giả, đây là ba lậu hoặc này. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các lậu hoặc ấy? Này hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn tận các lộ hoặc ấy, vân vân như kinh trên với những thay đổi cần thiết. Chính là mã, kinh câu hỏi về vô minh. Avisa Panhasutta mươi 322 Vô minh, vô minh, này hiền giả Sariputta được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là vô minh? Này hiền giả, không biết rõ đối với khổ không biết rõ đối với khổ tập khởi không biết rõ đối với khổ đoạn diệt không biết rõ đối với con đường đưa đến khổ đoạn diệt này hiền giả đây gọi là vô minh này hiền giả có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận vô minh ấy này hiền giả có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn tận vô minh ấy vân vân như kinh trên với những thay đổi cần thiết mười la mã kinh câu hỏi về khác ái tanha ha sutta ba trăm hai mươi ba khác ái khác ái này hiền giả sariputta được nói đến như vậy này hiền giả thế nào là khác ái có ba ái này này hiền giả dục ái hữu ái vô hữu ái này hiền giả đây là ba khác ái này này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các khác ái ấy? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các khác ái ấy. Vân vân, như kinh trên với những thay đổi cần thiết. 11 La Mã. Kinh câu hỏi về Bộc Lưu. Ogapanha Sutta. 324. Bộc Lưu Bộc lưu, Này hiền giả Sariputta được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là bộc lưu? Có bốn bộc lưu này, Này hiền giả, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, phu minh bộc lưu. Này hiền giả, có bốn bộc lưu này. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấy? Này hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn tận các bộc lưu ấy, vân vân, như kinh trên với những thay đổi cần thiết. 12 La Mã. Kinh câu hỏi về chấp thủ. Upadana Panhasutta. 325. Thủ, thủ, Này hiền giả Sariputta, được gọi là như vậy. Này hiền giả, thế nào là thủ? có bốn thủ này này hiền giả dục thủ kiến thủ giới cấm thủ ngã luận thủ này hiền giả đây là bốn thủ này này hiền giả có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận bốn thủ ấy này hiền giả có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn tận bốn thủ ấy vân vân như kinh trên với những thay đổi cần thiết 13 La Mã Kinh câu hỏi về hữu Bava Panha Sutta 326 Hữu, hữu Này hiền giả Sariputta Như vậy được nói đến Này hiền giả Thế nào là hữu Có ba hữu này Này hiền giả Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu Này hiền giả Đây là ba hữu này này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến đoạn tận các hữu ấy? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các hữu ấy? Vân vân, như kinh trên với những thay đổi cần thiết. 14 La Mã Kinh Câu Hỏi Về Khổ Dukha Banha Sutta 327 Khổ, khổ, này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là khổ? Có ba khổ tánh, dukkha ta này. Này hiền giả, khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Này hiền giả, đây là ba khổ tánh này. Này hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri các khổ tánh ấy? Này hiền giả, có con đường, có đạo lộ Đưa đến liễu tri các khổ tánh ấy Vân vân Như kinh trên với những thay đổi cần thiết 15 La Mã Kinh câu hỏi về có thân Sakaya Panhasutta 328 Có thân, có thân Này hiền giả Sariputta Được nói đến như vậy Này hiền giả Thế nào là có thân năm uẩn này này hiền giả được thế tôn gọi là có thân sắc thủ uẩn thọ thủ uẩn tưởng thủ uẩn hành thủ uẩn và thức thủ uẩn này hiền giả những thủ uẩn này được thế tôn gọi là có thân này hiền giả có con đường nào có đạo lộ nào đưa đến liễu tri có thân ấy này hiền giả có con đường có đạo lộ đưa đến liễu tri có thân ấy vân vân như kinh trên với những thay đổi cần thiết. 16 La Mã. Kinh câu hỏi về khó làm. Dukarapa Panhasutta. 329. Này hiền giả Sariputta, trong pháp luật này cái gì là khó làm? Xuất gia, này hiền giả, là điều khó làm trong pháp luật này. Đối với người đã xuất gia này hiền giả, cái gì là khó làm? Đối với người đã xuất gia, này hiền giả, hoan hỷ abhirati là điều khó làm. Này hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, cái gì là khó làm? Này hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. Có lâu không, này hiền giả, một người đã thực hành đúng pháp và tùy pháp có thể thành vị A-la-hán. Không lâu này hiền giả. Tương ưng thứ 39 Tương ưng Samandaka Samandaka Sanjuta Một La Mã Kinh Samandaka Samandaka Sutta 330 Một thời, tôn giả Sariputta ở giữa dân chúng Vaji trên bờ sông Hằng tại Ukachela. Rồi du sĩ Samandaka đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Samandaka thưa với tôn giả Sariputta. Niết bàn, niết bàn, này hiền giả Sariputta, được nói đến như vậy. Này hiền giả, thế nào là niết bàn? Vân vân, như các kinh của chương 4, chỉ thay thế đạo lộ tám ngành dẫn đến chứng ngộ niết bàn. Hai La Mã, kinh khó làm. Dukkara Sutta 331